Nếu thấy video hay, nhớ đăng ký, ấn chuông nhận thông báo, thích, bình luận và chia sẻ video để mọi người cùng biết bạn nhé. Hello, xin chào anh em. Ngoài trời thì đang mưa khá là lớn và hôm nay mình quyết định là đập hộp một cái máy Samsung Galaxy A20. Phiên bản mình đang có ở đây là cái màu gì đây? Phiên bản mình có đây là màu đỏ nha. Cái này thì mình mới rọc ra sẵn rồi để mà mở cho nó dễ thôi. Chúng ta sẽ xem bên trong nó có cái gì nha. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt, guarantee card, thẻ bảo hành ha. Này, thực ra là bảo hành điện tử nha. Cái này nó không có tác dụng gì hết, chỉ cho mình biết là những cái trung tâm bảo hành của Samsung ở Sài Gòn nó nằm ở đâu thôi. À sorry, mình sẽ xem qua thông số ngoài cái hộp chút xíu. Màn hình Super AMOLED Infinity V Display, nó sẽ có một cái chữ V ở góc này ha. Dual Camera, công nghệ 4G này, Octa-Core tức là chip 8 nhân ha. Màn hình là 6.4 inch. Ở đâu? Full viền là 6.4 inch nha. Còn cái màn hình là nó là 6.2 inch này, HD cộng thôi. Nó sẽ có bao gồm hai camera là 13 và 5 ở phía sau và 8 ở phía trước, 32GB bộ nhớ trong và 3GB RAM. Xem nào, không có cái gì hết. Đó, một số cái thông số thôi. Sản xuất ở đâu đây? Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, khu công nghiệp Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam. Đó, ha. Và bây giờ mình sẽ show qua cái máy. Chiếc máy có một cái màu phải gọi là rất là đẹp, màu đỏ. Chắc là các chị em phụ nữ sẽ thích cái màu này. Đó, nhìn rất là sang chảnh nha, rất là đẹp. Nói chung là những cái dòng này thì năm nay Samsung nó hoàn thiện khá là tốt. Chất liệu bằng nhựa, khi mà gõ vào cảm giác có bột bột. Theo mình nghĩ là cái khúc này này là nó gắn keo với cái pin nó không có được sát lắm. Tại thường thường keo nó đổ sẽ đổ sát cái viền này này. Đó. Đèn flash một tông màu, hai camera, cảm biến vân tay. Màu đỏ rất là đẹp các bạn ạ. Ngoài ra thì là cái viền của máy này này là nó được bo rất là tròn, thành ra cái cảm giác cầm á nó không có bị khó chịu lắm ha. Đây, màn hình khía chữ V nó như vậy ha. Nó nhìn rất là đẹp. Thứ này nó sẽ có một số cái quy chuẩn này và email nha. Đó, và trên này nó logo Samsung, cảm biến vân tay. Hết rồi. Mặt trước thì nó sẽ không có một cái logo Samsung nó hết. Cạnh bên phải là sẽ gồm nút nguồn và tăng giảm âm lượng. Phía trên nó sẽ có một mic. Mic phụ nữa. Mic phụ này theo mình nghĩ để giảm ồn hoặc là để khi mà mình gọi video call á. Bên phía cạnh bên trái là sẽ bao gồm một cái khe SIM, một cái lỗ chọc SIM này, thì nó sẽ gồm hai SIM và một thẻ nhớ riêng biệt ha. Cổng sạc Type-C, jack 3.5, micro chính và loa ngoài. Đó, hết rồi. Cảm giác cầm thì khá là tốt, cầm rất là thoải mái. Rồi, chúng ta sẽ được trang bị, nhìn kỹ hơn chút xíu nha. Chúng ta sẽ có một cục sạc nhanh ở đây, mã là EPTA200, điện vào là 100-240V, 50-60Hz, 0.5A, điện ra là gồm hai dòng nha, 9V 1.67A là tương đương với khoảng 15W ạ, hoặc 5V 2A tương đương với 10W. Sản xuất ở Việt Nam, một số cái tem quy chuẩn và logo nó là logo dạng dập chìm nha, chứ không phải dạng in chữ. Đằng trước này nó cũng dập chìm luôn, cái chữ fast charging màu trắng này là khá là khó nhìn nha. Đó. Ngoài ra là sẽ có thêm một sợi cáp Type-C. Sợi cáp này khá là ngắn các bạn. Sợi cáp này nó khoảng tầm 7 tấc, khá là ngắn.
thì trên đây là toàn bộ cái phụ kiện trong máy, trong hộp máy nha. Nó sẽ bao gồm cho chúng ta, các bạn có thể thấy là máy này, sạc này, trong này sẽ có sách hướng dẫn, cây chọc sim ha, cây chọc sim này đó, và cái này sẽ không có tặng ốp lưng nha. Ok, trên đây là toàn bộ phụ kiện của cái A20 nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.